cô gái này dùng Tinder để chăn bò lạc trên mạng. Những em dài non tơ vắt mặt búng ra sữa cô đều quẹt trái. Bỗng nhiên một tài khoản dùng xe lăn làm ảnh đại diện khiến cô chú ý. Tuổi tác 29, cách cô 50 km, thế mà cô lại quẹt phải. Tôi cũng không hiểu nổi. Quẹt chán cô ấy đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Giang Hy đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ người có ảnh đại diện xe lăn gửi tới. Cô tò mò hỏi anh vì sao lại dùng xe lăn làm ảnh đại diện. Đối phương nói chính nó đã cứu mạng anh, nên sau này anh sẽ sống chung với nó cả đời. Giang khó hiểu hỏi anh câu này có nghĩa là gì. Nhưng đối phương chỉ gửi một cái mặt cười xong im lặng. Là tôi thì sẽ lôi ba đời nhà tên điên này ra để dạy dỗ sau đó block. Nhưng Giang Hy là nữ chính nên chuyện đó không xảy ra. Nhân lúc nghỉ giữa giờ đã nhắn tin xin lỗi đối phương. Sau đó nói mình cũng ngồi xe lăn nên mới tò mò vậy. Anh ta lập tức cảm thán đúng là duyên phận. Bản thân mình cũng đang ngồi xe lăn. Sau đó quan tâm hỏi cô đã ăn cơm chưa. Ăn món gì thế? Ăn được mấy bát? Ăn xong có đi ẻ không? Cứ thế hai người dần dần thân thiết hơn. Chưa gặp cứ ngỡ quen trăm năm. Giang Hy vốn là một nữ cảnh sát, vì một vụ tai nạn xe mà cô thành ra như vậy. Cả đời phải ngồi trên xe lăn. Hiện tại ở đồn cảnh sát cô chỉ phụ trách công việc nhẹ nhàng. Nhưng cô vẫn rất chăm chỉ. Ngày nào cũng tập luyện. Tuy đã 30 tuổi rồi mà cơ thể còn vẫn còn rất săn chắc và quyến rũ. Cơ mà người phụ nữ mạnh mẽ nào thì cũng cô đơn và cần có hơi dai. Vì thế cô mới dùng ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm con mồi. Ứng dụng này có rất nhiều chức năng có thể tự động tìm kiếm. Lần trước cũng có một người, nhưng sau khi biết cô ngồi xe lăn đã block luôn cô khiến cô rất rụt rè cho việc chọn đối tượng sau này. Bây giờ anh chàng này cũng ngồi xe lăn. Hơn nữa còn nói chuyện rất hợp nên cô vô cùng trân quý. Bọn họ rất nhanh đã thân thiết với nhau. Anh hẹn cô cuối tuần này ra ngoài chơi. Giang Hy dĩ nhiên vô cùng vui mừng sướng điên lên được. Rất nhanh đã tới cuối tuần. Sau khi lên đồ cô đã lái xe đến địa điểm đã hẹn ở ngoại ô để hòa mình với thiên nhiên. Không biết là do thân phận nữ chính hay do là cảnh sát mà cô không ngại ngần khi tới nơi khỉ ho có gáy này. Không biết hình dáng đối phương mà vẫn vô cùng háo hức. Bởi vì nghe tiếng của anh ấy, cô nghĩ anh là một người ấm áp. Trong điện thoại anh ta nói mình tìm thấy một cái hồ bơi nhìn giống như biển lớn. Dựa theo chỉ dẫn của anh ta, Giang Hy điều khiển xe lăn vào một con đường nhỏ, đến trước một cái lửa lớn màu đen. Đi tới một đoạn nữa quả nhiên có một hồ bơi. Anh chàng ngồi trên xe lăn đã đợi sẵn cô ở đó. Anh rất lịch sự chào hỏi cô. Rất vui được gặp cô. Nhìn cái nụ cười ngờ nghệch kia là biết cô rất hài lòng về người đàn ông trước mặt này. Đẹp trai vạm vỡ thế này làm gì có người con gái nào mà cưỡng nổi. Lúc này anh ta ấy mời cô xuống với mình. Giang Hy nhìn xung quanh nhưng không thấy con đường nào để xuống. Cô tò mò hỏi anh ta sao lại xuống được đó. Không ngờ đột nhiên anh ta đứng dậy đi về hướng của cô. Giang Hy cô cảm thấy không ổn liền trở nên hỗn loạn kêu lên. Đối phương cảm thấy cô sợ như vậy nên cũng dừng lại sau đó xin lỗi. Anh ta lùi lại, rồi giải thích mình nói dối bản thân ngồi xe lăn là vì muốn được gặp cô một lần. Anh sợ cô sẽ cảm thấy tự ti mà từ chối. Vô cùng xin lỗi cô. Mặc dù nghe cái lý do này nghe rất giả lơ nhưng đối với Giang Hy, người con trai đứng trước mặt đeo kính có vẻ rất tri thức không giống người xấu. Chúa tha thứ cho cô ấy, bởi vì cô ấy chưa biết mấy vụ túi ni lông đen và thùng xốp đó mà. Giang Hy không còn phòng bị nữa. Đối phương đi đến bế cô lên mang cô xuống hồ bơi không một giọt nước. Để cô nằm trong vòng tay mình từ từ cảm nhận cảm giác đang bơi. Giang Hy cũng cảm giác như mình đang bơi thật sự. Bên tai như có tiếng nước chảy. Cô nhắm mắt lại rồi tự động đưa hai tay cảm nhận cái cảm giác mà lâu rồi chưa có. Giây phút này Giang Hy vô cùng biết ơn người đàn ông trước mắt này. Từ sau tai nạn xe cô chưa từng tiếp xúc gần với một người đàn ông nào. Lửa trong lòng bỗng cháy rừng rực. Cô không kiềm được mà hôn lên má anh. Mà anh chàng cũng đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giang Hy nói lời cảm ơn anh vì đã không chê mình khiếm khuyết. Dưới không khí cháy bỏng này chuyện gì đến cũng đến. Sau đại chiến không rõ là mấy hiệp, Giang Hy nhờ anh đi lấy giúp mình một chai nước. Nhưng đợi đến khát khô cả cổ cũng không thấy anh quay trở lại. Tìm điện thoại để gọi cũng không thấy đâu cả. Lết người ra ngoài xem thì xe lăn cũng đã bốc hơi. Chỉ còn lại duy nhất đôi giày. Không còn cách nào khác đành bỏ qua lấy giày đi vào. Sau đó lết về phía trước bằng đôi tay. Cả đoạn đường vô cùng khó khăn. Vì ở đây là ngoại ô cách thành phố khá xa, nên không thể nào đợi ai đến cứu được. Chỉ còn cách bỏ đến chỗ xe ô tô. Lúc bỏ qua cây cầu thì vô tình nhìn thấy xe lăn của mình đã bị vứt xuống dưới đó. Tên khốn nạn kia. Cô chỉ nghĩ hắn ta chỉ trộm điện thoại và xe lăn. Nhưng bây giờ xem ra đã gặp phải tên biến thái rồi. Cô hét lớn lên nhưng bốn phương đều là núi. Gọi quỷ còn không thấy huống chi là người. Đến khi cả người mệt mỏi bỗng nhìn thấy vũng nước. Khát đến nỗi không quan tâm sạch bẩn gì nữa rồi. Cứ thế mà uống lấy uống để. Giang Hy tự giễu bản thân là một cảnh sát mà lại bị một thằng đàn ông lừa. Đúng là nuốt không trôi mà. Cô thì nhất định phải tóm được tên mất nết này. Cuối cùng cô cũng bò tới nơi đậu xe. Nhưng vì bò một đoạn đường rất dài hai tay run lẩy bẩy.
trực tiếp lái xe vào một cái hố. Dù cố gắng ra sao cũng không thoát ra được, cô chỉ đành dùng sức leo xuống xe. Lết cơ thể nặng nhọc men theo con đường phía trước. May mà một người tài xế tốt bụng đã đưa Giang Hy về nhà bạn của mình là Ji-un. Ji-un ngạc nhiên hỏi cô đã xảy ra chuyện gì mà thảm hại đến mức này. Nhưng Giang Hy đã mệt tới nỗi nói không ra hơi. Trên người dính toàn bùn đất. Thân là cảnh sát còn bị lừa cho thành bộ dạng như vậy nên Giang Hy không có mặt mũi mà báo án. Nỗi oán hận này chỉ có thể tự mình cảm nhận. Cô dùng điện thoại của bạn gọi về số của mình. Người nghe điện thoại nói mình là bà chủ của một cửa tiệm. Bà ta nói có một vị khách để quên điện thoại ở đây. Sau đó Giang Hy tải về ứng dụng kia để đăng nhập tài khoản của mình, tìm kiếm thông tin. Nhưng phát hiện tài khoản đã bị xóa bỏ. Cô lúc này mới nhận ra tên đó không chỉ biến thái mà còn rất chuyên nghiệp. Lúc này cô mới nhớ tới bạn của mình tên Seon, là nhân viên kỹ thuật của một công ty ứng dụng và cũng là người đã tạo ra ứng dụng này. Nhất định có thể thông qua dữ liệu điều tra ra tên khốn đó. Một chú mèo tội nghiệp bị xe tông trúng. Nó nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết. Seon nghe thấy tiếng kêu liền đi xuống và nhìn thấy cảnh con mèo đang nằm thở thoi thóp. Cô lập tức gọi cho đội cứu hộ động vật. Nhưng sau khi đối phương biết tình hình, chú mèo lại thản nhiên nói có lẽ nó không sao đâu, một lát họ sẽ đến. Sau khi cúp máy, Seon nhìn chú mèo đau đớn thì không biết làm thế nào. Lúc này cô nhận được một tin nhắn, sau đó liền chạy về phòng cầm theo một chiếc khăn trắng quay lại chỗ con mèo, đặt chiếc khăn lên người nó, sau đó lấy trên người một con dao dọc giấy, tay trái ấn chặt lấy cổ con mèo, sau đó là tiếng kêu thảm khốc rồi im bặt. Hóa ra lúc nãy cô đã hỏi một người bạn qua mạng, nếu như gặp cảnh này thì anh ta sẽ làm gì. Đối phương chỉ nói cô hãy làm theo những gì mà mình muốn là được. Cô nghĩ mình sẽ kết thúc sinh mạng cho nó. Nghĩ như vậy là rất tàn nhẫn. Không ngờ đâu anh ấy cũng rất đồng tình với cô, bởi vì như vậy sẽ làm chú mèo sẽ bớt đau khổ hơn. Điều này cũng làm Seon cảm thấy người đàn ông này có chút đặc biệt. Rất nhanh anh ta đã hỏi vị trí của cô. Anh muốn gặp mặt một lần. Sau một hồi do dự, Seon cuối cùng cũng gửi định vị qua. Một lúc sau đối phương đã lái xe tới. Sở dĩ cô lựa chọn gặp anh ấy là vì ứng dụng tìm bạn qua mạng này do cô phát minh ra. Từ nhỏ cô đã là một thiên tài IT. Lúc còn học cấp 3, Seon đã chế tạo ra người máy thông minh. Vì thế đã được công ty ứng dụng mời về làm việc. Bây giờ cô đã là người đứng đầu về mảng kỹ thuật, nghiên cứu tạo ra ứng dụng hẹn hò qua mạng này. Ứng dụng sẽ dựa vào nhu cầu của bên nam và nữ mà tìm người phù hợp. Tỷ lệ thành công vô cùng cao, bởi vì có rất nhiều cặp đôi đã kết hôn sau khi dùng. Nhưng gần đây cảnh sát phát hiện có một vài cô gái sau khi sử dụng đã bị hại. Có lẽ có người lợi dụng ứng dụng này để phạm tội. Phía cảnh sát hy vọng bên công ty ứng dụng này sẽ cung cấp kho dữ liệu cho họ. Nhưng giám đốc vì sự riêng tư của khách hàng nên đã từ chối. Kho dữ liệu này đến Seon cũng không thể tự lấy được. Chỉ có duy nhất Ki Jong mới biết rõ thân phận thật sự của khách hàng. Sau đó Seon dựa vào vị trí của điện thoại phát hiện có 12 tài khoản đều cùng một vị trí. Điều này chứng tỏ chỉ có một người đang sử dụng. Kỳ quái là những người trò chuyện với người đó đều rất chủ động. Đồng thời gian trò chuyện ngày một lâu hơn. Hai vị trí cũng ngày càng gần hơn. Chứng tỏ bọn họ đã có gặp mặt nhau ngoài đời. Còn về việc người đó đã dùng cách gì mà đối phương chủ động đến vậy thì cô chịu. Bởi không thể xem được lịch sử trò chuyện. Nhân viên kỹ thuật đã báo cáo đã gửi 12 tài khoản của người đó qua cho cô. Thế là Seon quyết tâm tự mình phải tìm ra người này. Cô kết bạn cùng lúc với 12 tài khoản đó. Mà người đàn ông cô gặp lúc nãy cũng là một trong số tài khoản đó. Cứ nghĩ đối phương là một ông chú. Ai ngờ lại là một anh chàng cao to sáng sủa, trí thức. Seon nói với đối phương cảnh sát đang tìm anh ta. Nhưng đối phương lại nói mình không phải là người kết liễu mạng sống của con mèo. Seon thẳng thắn nói là mình rất tò mò về anh. Anh ta lại nói camera bên cạnh có thể làm chứng. Anh sẽ không làm gì hại đến cô. Chỉ là muốn cùng cô đi ăn gì đó. Sau đó kể câu chuyện của mình cho cô nghe. Sau khi lên xe và giới thiệu bản thân xong, Seon cũng nói ra mình là người phát minh ra ứng dụng này. Anh ta cũng giới thiệu mình tên là Bijin. Dường như đối phương không sợ thân phận bị bại lộ. Sau đó trực tiếp đưa cô tới bãi đỗ xe của khách sạn. Seon mặt trắng bệch nói rằng hôm nay cô chỉ muốn nói chuyện, không muốn làm chuyện khác. Hy vọng anh ta tôn trọng cô. Đối phương cũng vô cùng ga lăng nói vậy mình sẽ đưa cô về nhà. Không ngờ Seon lại nói muốn đến phòng làm việc của anh xem thử. Trong phòng toàn là các thứ liên quan đến thiết kế. Cô nhìn xung quanh cũng không thấy gì lạ. Mà từ lúc cô kết liễu chú mèo kia cho đến bây giờ, cũng không hề có biểu cảm gì khác. Cô nói với Bijin là mình mắc chứng Alzheimer, bệnh này cũng gần như bệnh tự kỷ vậy. Bản thân không muốn giao lưu với ai, cũng không có nhiều sự đồng cảm. Người khác cảm nhận được buồn vui yêu ghét, cô thì không có cảm giác gì cho lắm. Vì thế nên mặt cô lúc nào cũng lạnh như tiền. Bijin dường như rất hợp với Seon. Hai người cùng nhau đánh đàn, cùng nhau trò chuyện. Lúc gọt bút chì anh lấy máy gọt và dao gọt ra hỏi cô thích cái nào hơn. Seon nói dao gọt có vẻ tiện lợi hơn. Thế là Bijin tặng luôn con dao gọt đó cho cô. Đừng đánh giá thấp con dao này.
Nó chính là vũ khí để hắn ta vườn cô gái trước mặt này. Sở dĩ hắn không ra tay là vì Seon làm hắn rất tò mò, cô gái này lại không thể động lòng trước hắn. Điểm này cho thấy cô khác với các cô gái kia, tên biến thái này chưa bao giờ thích ép buộc đối phương, mà muốn con mồi chủ động hiến thân. Quả nhiên ngày hôm sau Seon nhìn thấy con dao đó lại nhớ tới Bijin. Sau đó nhắn tin cho anh ta, nhưng anh ta xem xong lại không hề để ý. Nhưng Seon bên này thì thứ mấy giây là liếc qua xem điện thoại, nhưng vẫn không thấy đối phương trả lời. Mới tối qua còn trả lời nhanh như chớp, bây giờ tại sao lại không trả lời chứ? Điều này làm cho lòng cô cảm thấy bất an, không có hứng làm việc. Thậm chí về đến nhà tâm hồn cũng lơ lửng. Cô nằm trên giường nghe lại tin nhắn cũ của hai người, mà trằn trọc cả đêm không thể ngủ được. Cô không biết đối phương đã thành công thao túng tâm lý của mình. Hắn ta đã đoán được bây giờ cô đang như thế nào. Seon quyết định dừng công việc lại cầm điện thoại, để xem trạng thái hoạt động của đối phương. Cô vẫn chưa chắc chắn người đàn ông này có phải là hung thủ thật sự hay không. Lúc này cô nhận được tin nhắn của bạn thân, biết được Giang Hy xảy ra chuyện rồi. Lúc cô đến nơi mới biết được cô ấy cũng sử dụng ứng dụng của cô mà gặp được tên biến thái kia. Không chỉ lừa cô mà còn suýt nữa để cô thành cô hồn trong núi. Giang Hy miêu tả lại thông tin tài khoản của hắn ta và ảnh đại diện nhờ Seon giúp cô tìm ra tên khốn đó. Nhưng Seon lại nói chính cô cũng bất lực vì ngoài giám đốc và Ki-jong trong công ty ra, không ai có thể xem được thông tin khách hàng. Thế là bọn họ chỉ đành nghĩ cách khác. Lúc sau khi Ji-un đến quán ăn giúp Giang Hy lấy lại điện thoại, cô phát hiện ra bà chủ ở đây dường như đang giấu gì đó. Thế là cô sắp xếp một người theo dõi quán ăn này. Quả nhiên sau đó đã có manh mối. Anh ta báo cáo lại việc bà chủ nói với một người đàn ông là chiếc điện thoại kia đã có một người tới lấy. Người theo dõi đó còn chụp được ảnh của hắn, nhưng chỉ chụp được phía sau. Lúc hai người bảo anh ta quay lại chụp lại tấm khác thì người đó đã rời đi. Seon bên này cuối cùng đã nhận được tin nhắn của Bijin. Anh ta hỏi cô có thời gian không? Hẹn cô tối mai đi ăn. Seon lập tức trả lời mình rất rảnh. Trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười ngờ nghệch giống Giang Hy trước đó. Lúc này một người bạn qua mạng khác Jiwin cũng gửi tin đến. Người này cũng mắc hội chứng giống Seon. Anh ta muốn mượn cô một cuốn sách, sau đó gửi vị trí của mình sang cho cô. Trùng hợp vị trí của anh ta lại cùng đường với địa điểm hẹn gặp với Bijin. Khi cô tới vị trí đó là một tòa nhà đang được sửa chữa. Cô nói mình đang ở trước cửa tòa nhà đó. Seon biết người mắc bệnh này rất sợ giao tiếp. Nhìn thấy cái bóng của đối phương ở sau cửa, cô đã không nghĩ nhiều mà đi đến đó, từ từ đưa cuốn sách cho anh ta. Không ngờ giây sau cô bị đối phương kéo vào trong. Hắn dùng sức khống chế kéo cô vào trong. Seon sợ đến nỗi toàn thân run rẩy không chống cự nổi. Nhân lúc sơ hở cô đẩy mạnh hắn ta rồi bỏ chạy. Nhưng còn chưa chạy được mấy bước đã bị bắt lại. Hắn giữ chặt cô muốn làm trò đồi bại. Cô cố gắng thoát thân nhưng lại bị hắn xô ngã xuống đất, sau đó kéo chân cô lại. Cô càng vùng vẫy kêu cứu thì hắn càng hưng phấn. Lúc hắn ta chuẩn bị sàm sỡ cô thì Seon dùng sức cắn mạnh vào tai đối phương. Nhân lúc hắn đau đớn kêu la, Seon lập tức đứng dậy tìm lối thoát. Khi đối phương đuổi tới thì may mắn cô đã khóa kịp cửa. Nhưng hắn tiếp tục đi tới một cánh cửa khác. Seon bắt đầu liều mạng chạy tới cánh cửa phía trên để khóa lại trước khi hắn tới. Lúc này cô đã bùn rùn hết cả chân tay. Cô hỏi hắn ta là ai, tại sao lại làm chuyện này với cô. Seon nhận ra người này không phải là Ji-win hay nói chuyện với mình. Nhìn hắn rời đi để tìm lối vào khác, cô chỉ đành tiếp tục tìm nơi nào đó ẩn lấp. Lúc này hắn cầm theo cây đèn màu đỏ vừa huýt sáo vừa đi qua đi lại trước cửa. Nhân lúc hắn không chú ý cô từ từ đi lên cầu thang. Không ngờ đâu vừa lên tới lầu 2 thì hắn ta đã xuất hiện ở ngoài cửa kính. Seon nín thở từ từ lùi lại phía sau, nhanh chóng tìm một lối thoát khác. Nhưng rất nhanh đối phương cũng đã đuổi đến. Seon liệu mạng chạy lên sân thượng. Đã chạy tới ban công rồi. Cô bất lực gào thét kêu cứu mạng. Nhưng tiếng kêu cũng đã làm lộ vị trí của cô. Đối phương lập tức đi tới. Seon không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục chạy. Lúc này cô mới phát hiện ra không chỉ có một người, mà là hai người đang truy bắt cô. Hơn nữa đối phương đã tính toán sẵn. Bọn chúng cầm theo đèn ống tìm kiếm xung quanh. Nhìn thấy cánh cửa bị tấm màng dán kín, cô lấy con dao mà Bijin đã tặng mình lúc trước ra rạch một đường rồi cẩn thận bước vào. Lúc cô cảm đã an toàn rồi thì bỗng nhiên có tiếng đuổi tới. Cô lại tiếp tục tháo chạy, cuối cùng chạy tới phòng vệ sinh, sau đó lập tức khóa cửa lại. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm không ngờ lại thấy tiếng dội nước bên cạnh. Hóa ra có người, nhưng mà đối phương dường như không biết cô đang ở ngoài. Tình huống nguy cấp, cô dùng sức đập cửa rồi vội vàng chạy vào phòng bên cạnh đóng cửa lại. Sau đó ngồi lên bồn cầu giơ hai chân lên. Bên ngoài có tiếng hai tên nói chuyện với nhau. Có vẻ như chúng được một người mời đến đây. Lúc này mới biết được không chỉ là hai người mà có mấy người nữa. Chúng đang chơi một trò chơi nào đó. May mà hắn không biết cô đang trốn ở đó nên rời đi. Seon đợi một lát vẫn không thấy bên ngoài có tiếng động nào mới dám đứng lên. Vừa chạm chân xuống đất đã bị một tên ở ngoài phát hiện đang mắng chửi bên ngoài. Thật ra lúc nãy hắn ta thấy cửa bị khóa bên trong.
biết có người nên giả vờ rời đi mà thôi. Hắn ta điên cuồng đập cửa bên ngoài, nói gì mà cô đã hẹn trước rồi thì không được nuốt lời. Thấy cô không trả lời, hắn như điên lên vậy, điên cuồng kéo cả cái buồng vệ sinh đang sửa chữa đó. Một lát sau, cánh cửa thật sự đã bị hắn kéo bung ra một khe hở lớn. Hắn chui vào theo khe hở đó, không nói gì cả lao vào tấn công. Trong lúc giằng co, hắn bỗng phát ra tiếng ư ôm chặt cổ của mình, tiết canh chảy ra như suối. Hóa ra Seon dùng con dao lúc nãy cứa vào động mạch trên cổ của hắn, sau đó lại cho hắn thêm một nhát. Đối phương vùng vẫy mở cửa chạy ra ngoài, nhưng rất nhanh vì mất máu quá nhiều nên đã nằm trên mặt đất giật giật. Lúc này đèn phòng nhà vệ sinh sáng lên, lại có ba người đàn ông bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức co giò chạy. Bọn chúng vừa chạy vừa nói, rõ ràng cô ta mời bọn họ đến đây mà, không ngờ lại gặp phải kẻ điên rồi. Đồng thời lúc này chúng mới phát hiện có camera ở đây, lập tức nghĩ chắc chắn là cô đã bố trí cái bẫy này. Mà Seon lúc này cũng không có biểu hiện gì, bước ra ngoài gọi điện báo cảnh sát, sau đó lại gửi tin nhắn cho Bijin, nói lần gặp mặt này chỉ đành bỏ lỡ rồi gửi lời xin lỗi đến anh. Vì phòng vệ chính đáng nên Seon không bị định tội. Bác sĩ bảo cô ở lại bệnh viện theo dõi, nhưng cô đã lén chạy về nhà, sau đó nói chuyện với người máy AI do mình tạo ra. Cô kể hết lại chuyện mình gặp hôm nay. Một người mắc chứng bệnh tự kỷ như cô rất sợ phải đối mặt với con người. Đối với cô mà nói, giao tiếp với người máy còn tốt hơn, nói chuyện với con người rất nhiều. Ngày hôm sau cô vẫn như mọi ngày, mang bộ mặt không cảm xúc đến công ty làm việc. Mà tên tối qua vì mất máu quá nhiều đã ngỏm củ tỏi. Các đồng nghiệp đều biết tin, nhưng khi nhìn Seon rất bình tĩnh đến làm việc làm thì không tin vào mắt mình. Mà Seon cũng không thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ. Giám đốc nói với Seon thông qua những gì bà biết, thì những người đàn ông xuất hiện ở tòa nhà tối qua đều bị một tài khoản tên Jirin gọi đến đó. Mấy tên đó đều là người có sở thích khá lập dị, mà Seon đã bị bọn chúng coi như là nhân vật trong trò chơi. Chuyện này không thể nói quá rõ ràng, bảo cô chỉ cần hiểu mấy tên đó là người xấu là được rồi. Nhưng rõ ràng là Seon bị đối phương lừa đến đó. Vậy mà công ty vẫn không tiết lộ thân phận của tài khoản kia, chỉ để bảo vệ thông tin khách hàng. Thế là Seon quyết định dùng cách của mình. Lúc này cô nhận được tin nhắn của Bijin hỏi lúc nào có thể gặp mặt. Seon kể lại cho anh nghe về rắc rối mình vừa gặp. Anh ta lập tức gửi ghi âm đến an ngủ cô, đồng thời nói nếu như cô cần giúp đỡ anh sẽ qua đó ngay lập tức. Điều này làm Seon cảm thấy rất ấm áp. Sau đó cô nhận được tin nhắn của Giang Hy. Cô ấy nói đã tìm ra người đàn ông lừa cô đến hồ bơi. Seon đến nhà Giang Hy mới biết, hóa ra là cô ấy thuê thám tử đến cửa hàng đó để chụp lén hình ảnh của đối tượng nghi ngờ. Nhưng tiếc là chỉ chụp được sau lưng không nhìn rõ mặt. Họ nghi ngờ người đàn ông đó với người tên Jiwin đã lừa Seon đến tòa nhà kia là cùng một người. Họ phải nghĩ cách để hắn ta xuất hiện lần nữa để bắt tại chỗ. Trên đường về nhà, Seon nhận được điện thoại của Bijin. Anh ta nói mình cũng đã đọc được tin tức, sau đó hỏi thăm cô có bị thương không, tỏ vẻ muốn đến thăm cô. Đúng lúc Seon đang rất buồn nên đã mời anh đến phòng làm việc. Seon kể lại tường tận những gì mình đã trải qua. Vì trời cũng tối rồi nên Bijin an ủi Seon mau nghỉ ngơi. Còn anh thì nói chuyện với người máy AI mà Seon tạo ra. Ngày hôm sau Seon hỏi người máy tối qua Bijin đã nói gì. Người máy nói Bijin không muốn cô đơn, còn nói chính cô đã làm anh rung động. Nghe mấy lời này Seon vô cùng cảm động, lâu lắm rồi mới thấy cô cười. Nhưng tiếp theo người máy lại nói Bijin có viết một vài dòng tâm sự ra, nhưng lại không bấm nút gửi. Lúc anh ta ấn nút xóa đi đã không biết là chỉ cần nội dung đã được gõ ra, cho dù không gửi đi thì người máy AI vẫn có thể ghi chép lại. Thế là người máy đã hiện ra hết nội dung Bijin đã xóa. Nội dung vô cùng trắng trợn, hơn nữa còn rất khó chịu kinh khủng. Vậy mà Seon lại cười rất tươi. Cô nghĩ rằng Bijin cũng thích mình nên vui như Tết. Còn về nội dung lúc nãy, cô lại coi đó là tình yêu anh ta dành cho mình. Ngày hôm sau cô đã hẹn Bijin đến nhà mình. Hai người cứ như cặp đôi lâu ngày mới gặp nhau vậy, ôm chặt nhau cùng nhau đùa giỡn. Seon không hề biết nguy hiểm đang tới gần. Đang chơi vui, Bijin bỗng nhiên dùng áo của mình trùm đầu cô lại. Seon vẫn không một chút đề phòng, vui vẻ cười đùa. Cô không biết là hai tay của anh ta đã đặt lên cổ mình chuẩn bị ra tay. Không ngờ hôm nay tên biến thái này hôm nay lại quay xe. Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, Bijin bỗng nhiên hỏi người máy AI buổi sáng Seon thích ăn gì nhất. Sau đó tranh thủ lúc cô đang đánh răng thì âm thầm chuẩn bị bữa sáng. Seon được người yêu quan tâm như vậy thì cảm thấy rất hạnh phúc. Sau khi xác nhận mối quan hệ, bọn họ đã chính thức trở thành một cặp. Seon xin nghỉ phép, Bijin cũng không đi làm. Bọn họ ở cạnh nhau cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Buổi tối sau khi Seon ngủ, Bijin lại đến nói chuyện với người máy. Lúc này mới biết đây là lần đầu tiên Seon mời người khác đến nhà chơi. Điều này làm anh ta vô cùng đắc chí. Nhưng sau đó Seon nói cho anh biết người máy đã nói hết với cô về nội dung mà anh đã gõ ra nhưng không gửi. Điều này làm anh vô cùng phẫn nộ với người máy AI. Đêm đó hắn trực tiếp phá nát máy tính đi.
Ngày hôm sau Seon đến làm thì vô cùng kinh ngạc. Cô còn nghĩ có trộm đột nhập vào công ty. Ai ngờ đâu khi xem máy quay giấu kín mới biết là Bijin cố ý làm như vậy. Điều này làm cô rất không hiểu. Còn Giang Hy bên này vẫn nỗ lực tìm kiếm tên biến thái kia. Cô đi tìm giám đốc công ty của Seon, hy vọng có thể khôi phục tài khoản đã bị xóa của cô. Nhưng bà ta lại nói hệ thống không lưu giữ những thông tin bị xóa. Vậy nên không còn cách nào khác. Sau đó Giang Hy lại thông qua đồng nghiệp liên hệ với một hacker bí ẩn. Người này đã giúp cho cảnh sát rất nhiều. Vì hắn rất giỏi tìm kiếm thông tin trên mạng. Giang Hy nói mình muốn biết hết thông tin của tài khoản này. Đối phương tỏ ý tiền trao cháo múc. Rất nhanh Giang Hy đã nhận được kết quả. Kẻ cô muốn tìm đã lập rất nhiều tài khoản trên ứng dụng hẹn hò. Hơn nữa hacker còn khôi phục lại một vài video. Trong video chính là Bijin. Mà bên này Seon cũng phát hiện ra có gì đó không đúng. Cô khôi phục cuộc trò chuyện trước đây với tài khoản tên Jiwin. Phát hiện ra câu cuối cùng hẹn cô đến tòa nhà kia giống với câu mà Bijin gõ ra nhưng không gửi kia. Tôi chờ cô nhé. Điều này chứng minh tài khoản tên Jiwin và Bijin chính là một người. Anh ta lấy lý do muốn mượn sách hẹn cô và đám người biến thái kia đến tòa nhà. Sau đó nhìn Seon bị đánh đập và tấn công thông qua máy quay. Thậm chí là cảnh cô bị làm nhục. Điều này làm Seon sụp đổ, đau đớn đến tột cùng. Cô cứ nghĩ mình đã gặp được định con nhà bà mệnh. Không ngờ đối phương lại đối xử với mình như vậy. Giang Hy cũng giống như cô. Sau khi tìm ra các tài khoản khác của Bijin, cô đã gửi tin nhắn liên tục hỏi anh ta tại sao đêm đó lại vứt xe lăn của mình đi. Sau đó nói sau lần gặp mặt đó cho đến bây giờ, cô vẫn rất nhớ anh ta. Bijin lấy đại một cái cớ nào đó. Đồng thời còn nói muốn gặp cô lần nữa để xin lỗi cô về chuyện lần đó. Lần này nhất định sẽ bù đắp cho cô. Sau đó anh ta gửi định vị cho Giang Hy. Cô nói nhớ anh ta thật ra chỉ là để anh ta rơi vào bẫy của mình thôi. Bijin đương nhiên cũng đoán ra điều này. Vì thế địa chỉ anh đưa cho cô chính là nơi mà đang thực hiện phá bỏ để xây dựng lại. Mục đích của anh là lừa Giang Hy đến đây, sau đó chôn cô trong đống đổ nát. Rất nhanh Giang Hy đến địa điểm mà lại còn đi một mình với chiếc xe lăn. Xem đến đoạn này tôi chỉ câm nín. Với IQ như này không biết đỗ vào trường cảnh sát kiểu gì. Giang Hy đi vào trong tất nhiên là không thấy ai rồi. Lúc này Bijin đang ở trên lầu nhìn theo cô. Công nhân thi công thấy cửa bị mở nên đã kéo xuống, sau đó nhắc cô mau mau rời khỏi đây. Lúc cô nhắn tin hỏi thì anh ta nói mình đang mua cà phê, bảo cô đợi chút nữa anh sẽ đến. Nhưng mà lúc này bụi mù mịt đã khiến Giang Hy bị sặc. May mà cô gặp được công nhân ở đó, chỉ đường cho cô cứ đi thẳng là có thể ra ngoài. Cô nhắn tin cho Bijin nói ở đây đang thi công, hãy đổi nơi khác để gặp. Nhưng đúng lúc này tháp tín hiệu vừa bị gỡ ra, tin nhắn không gửi đi được. Máy múc cũng đã đến gần, cô chỉ đành tìm con đường khác. Không ngờ lúc này có người đóng sập cửa xuống. Nhưng càng cuống thì càng mắc sai lầm. Bánh xe đã bị mắc kẹt, khó khăn lắm mới đến được cửa, thì cho dù cô có đập cửa thế nào thì cũng không có ai nghe thấy. Bên ngoài đã được tháo dỡ hơn một nửa. Rất nhanh sẽ biến nơi này thành đống đổ nát. Đồng thời lúc này, hai người bạn Seon và Jiun phát hiện không gọi được cho Giang Hy. Cô ấy cũng không có ở nhà. Họ lập tức nhận ra bạn của mình đang gặp nguy hiểm. Seon đã gọi điện đến công ty nhờ họ cung cấp vị trí cuối cùng của Giang Hy trước khi tắt ứng dụng. Giang Hy lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Máy múc đã đến gần vị trí của cô, chỉ còn cách có mấy mét. Vậy mà cái bánh xe lúc này lại mắc vào trong khe. Cho dù có dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích được. Nếu cứ như vậy bình điện trên xe có thể sẽ hư mất. Cô chỉ đành bò xuống xe ngồi trên mặt đất dùng sức kéo nó ra. Nhưng căn bản không thể kéo được. Quá bất lực cô buộc phải vứt bỏ nó dùng hai tay để tiếp tục bò về phía trước. Nhưng mà với địa hình này thì bò cũng là một chuyện khó khăn. Sau mười mấy phút cố gắng bò tới ngã tư mới phát hiện vẫn không thấy lối ra. Chính vào lúc này cô nhìn thấy phía xa xa hình như có người. Liền lớn tiếng gọi kêu cứu. Dùng sức tạo ra tiếng động liều mạng bò về phía trước để đối phương phát hiện ra mình. Cuối cùng đã bò đến ngã tư tiếp theo. Cô nhìn thấy một cái xe lăn đang đậu ở đó. Trên chiếc xe còn có một tờ giấy. Bên trên ghi dòng chữ: xin lỗi, cà phê muộn rồi, tôi sẽ đi mua ly khác nóng hơn. Lúc này Giang Hy mới biết mình đã rơi vào bẫy của anh ta. Vậy là cô vẫn bị hắn chơi đùa thêm một lần nữa. Cô gào thét trong bất lực. Càng khủng bố hơn là cô nhìn thấy mấy ngón tay người lộ ra phía trước. Quá hoảng sợ cô liên tục lùi lại, toàn thân run rẩy. Chính vào lúc này Bijin bỗng nhiên xuất hiện. Cái tên khốn khiếp này. Anh ta ném cho cô một chiếc kẹo mút. Giang Hy rơi nước mắt hỏi anh ta tại sao hôm đó lại vứt bỏ mình. Bijin nói là do lúc cô nhờ anh lấy nước đã không dùng kính ngữ. Đúng là cạn lời mà. Thật ra trong lòng Giang Hy đã yêu người đàn ông này rất nhiều. Người ta bảo rồi, thịt đâm vào thịt thì nhớ nhau suốt đời. Cô một mình tới đây là để có thể cùng anh một lần nữa. Anh thấy cô si tình như vậy cũng có chút mềm lòng. Hắn không muốn tự tay tiễn cô nữa. Chỉ thấy hắn xách cái xe lăn lên rồi rời đi để cô ở đây tự sinh tự diệt. Hai người Seon dựa theo vị trí bên công ty cung cấp đến nơi bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách.
Lúc này Giang Hy cũng hết sức lực nằm bệt trên mặt đất, mà tiến độ thi công tháo dỡ vẫn tiếp tục. Giang Hy cảm thấy mình sắp đi gặp tổ tiên rồi. Bên ngoài xe On đã nhìn thấy xe lăn của bạn mình bị vứt bên đường, lập tức hỏi thăm các công nhân ở đó. Công nhân nói có nhìn thấy một cô gái ở trong kia. Xe On lập tức chạy vào trong tìm kiếm, vừa đi vừa gọi tên Giang Hy. May mà cuối cùng đã tìm thấy cô đang nằm kiệt sức ở đó. Mỗi kẻ phản diện đều có một quá khứ. Bizin lúc đầu mới tải ứng dụng về đã có gái xinh hẹn gặp. Mặc dù thông tin ghi 25 tuổi có hơi lớn nhưng có vẻ hợp gu với anh. Sau khi lên đồ anh tới phòng khách sạn đã hẹn, nhưng chị gái trước mắt trông có vẻ như 30 tuổi. Mặc dù có hơi thất vọng nhưng anh vẫn lịch sự chào hỏi. Nhìn thấy con mồi đẹp trai cao to, chị gái rất hài lòng. Nhưng điều không ngờ chị gái này lại là một ả biến thái thích truy xăm, nói mình đã mời thêm một em trai nữa đến. Điều này khiến Bizin cảm thấy mình bị lừa. Anh đã rất tức giận nhưng cô ta lại không coi ra gì, còn cười giễu cợt. Ngay sau đó họ đã cãi nhau. Trong lúc rằng có, anh đã lỡ tay bóp chết cô gái. Lần đầu tiên gặp gái trên mạng đã gây ra án mạng rồi. Mấy tháng sau, trong một nhà kho bỏ hoang, một chiếc chân đã thối giữa lộ ra ngoài. Lúc được phát hiện ra đã thối kinh khủng, ruồi nhặng bâu xung quanh. Phần còn lại của thi thể đều nằm phía trên. Cảnh sát dùng dây thừng để đu từ trên xuống dưới phát hiện ra thi thể của một cô gái khoảng 30 tuổi đang phân hủy. Lúc bọn họ định đưa thi thể lên thì cánh tay rụng ra. Sau đó còn phát hiện một chiếc tai dính trên tường. Cô gái này không phải là ả biến thái ở khách sạn nhé. Mà sau khi bị ả biến thái lừa và lỡ tay tiễn cô ta, Bizin đã hình thành nên tính biến thái. Anh ta cho rằng những người con gái sử dụng ứng dụng kia đều không tốt đẹp gì. Bọn họ đều đáng xuống địa ngục. Từ đó Bizin hay lên ứng dụng để tìm con mồi. Rất nhanh đã ghép đôi với một người phụ nữ 30 tuổi. Ảnh đại diện là pháo hoa. Anh rất hứng thú với những người bí ẩn này. Anh ta rất có năng khiếu để làm các cô gái chủ động trước. Mục tiêu của anh không phải là những cô gái trẻ đẹp. Sau khi gặp mặt con mồi khác mới biết cô ấy là đồng nghiệp của mình. Cả hai ngượng ngùng giới thiệu sơ về bản thân. Từ chỗ đối phương, Bizin biết được quan hệ của cô ta và tên kỹ sư ở cùng công ty không bình thường. Đồng thời còn đang xuất hiện mâu thuẫn. Cô gái coi anh như người để tâm sự, vậy mà anh lại ra tay với cô ta. Bởi vì cô ta và tên kỹ sư kia đều từng cười nhạo tác phẩm thiết kế của anh C, chúng nói đây là tác phẩm của một đứa trẻ. Sau khi xử xong ả đàn bà kia, Bizin dùng điện thoại của cô ta hẹn tên kỹ sư kia đến nhà kho bỏ hoang. Tên kỹ sư nghĩ rằng bạn gái hẹn mình đến để trải nghiệm cảm giác lạ, trong lòng hớn hở đi đến đó. Ngờ đâu bị Bizin bất ngờ tấn công, tưởng đi gặp Diêm Vương rồi chứ. Một bên tai của anh ta đã bị mài đứt ra, may mà vẫn giữ được tính mạng. Vì thế nên cái tai được phát hiện trên đường chính là của tên kỹ sư này. Mà anh ta đột nhiên bị tấn công nên không nhìn rõ hung thủ là ai. Bizin cứ nghĩ Giang Hy đã bị vùi trong đống đổ nát, không nghĩ là cô đã được cứu. Giang Hy gọi điện cho cảnh sát nói mình nhìn thấy một thi thể trong lúc phá dỡ công trình. Sau đó cả ba người gặp lại nhau bàn xem phải dùng cách gì để tên đó xuất hiện và làm sao để bắt được hắn ta. Lúc này chỉ duy nhất mỗi Seon biết rõ nhất người đó chính là Bizin, nhưng cô lại không nói sự thật này cho bạn mình. Sau đó cảnh sát cũng đã phát hiện ra thi thể mà Giang Hy báo cáo. Nạn nhân chính là bà chủ quán ăn kia. Khám nghiệm tử khi thấy có vết hằn lớn trên cổ, nhưng trên người không hề để lại dấu vân tay gì. Seon biết chuyện này nhất định do Bizin làm, nhưng cô vẫn lựa chọn im lặng. Sau đó Bizin đã đến công ty của Seon. Hóa ra công ty đang muốn sang sửa lại. Giám đốc mời anh ta đến để phụ trách thiết kế. Bizin không hề biết là giám đốc đã cố ý mời anh ta đến. Bà ấy đã thông qua dữ liệu nguồn biết được chính Bizin đã lừa Seon đến tòa nhà bỏ hoang kia và hẹn mấy tên biến thái kia cùng tới đó. Seon là người đứng đầu về mảng kỹ thuật ở công ty. Mất đi cô ấy thì công ty cũng coi như phá sản. Bà không muốn mất đi nhân tài này nên đã trực tiếp nói với Bizin là mình đã biết tất cả. Chỉ cần anh chịu rời xa Seon thì bà sẽ không để lộ chuyện này ra, cũng sẽ không nói cho cô ấy. Không ngờ hắn ta lại cười quái dị nói Seon đã biết rồi. Anh ta đi lại gần chỗ bà ấy. Vì đang ở trong công ty nên không thể ra tay. Giám đốc cảm thấy Bizin nhất định đang nói dối. Vì nếu Seon đã biết chân tướng thì sao có thể vẫn qua lại với anh ta. Người thứ hai nghi ngờ Seon là Ji-un. Cô là một bà đồng. Thông qua khả năng kỳ dị của mình, cô biết được bạn trai của Seon và người tấn công Giang Hy chính là một người. Cô hỏi xác nhận với Seon thì cô ấy lại phủ nhận. Đúng lúc Seon biết Bizin sắp đến công ty nên đã bảo Ji-un đứng sẵn trên ban công, sau đó chụp ảnh lại đưa cho Giang Hy xác nhận. Lúc này Seon cùng bạn trai bước ra công ty, nhưng người bên cạnh lại là đồng nghiệp. Không sai, Seon làm vậy là vì muốn bao che cho Bizin. Sau khi Giang Hy nhìn tấm ảnh mà Ji-un gửi cho mình thì biết mình đã hiểu nhầm bạn thân. Nhưng điều này cũng làm cho Bizin lại càng ghét Ji-un hơn. Anh ta vừa quay về đã nhận được một lời mời kết. Nhìn ảnh đại diện là một mỹ nữ, con mồi tới cửa đương nhiên phải đồng ý ngay. Không ngờ đối phương nói hai người quen biết nhau.
sau đó còn muốn gọi video với anh. Lúc nhận cuộc gọi video, thì mới thấy đối phương chính là nữ đồng nghiệp đã bị anh ta tiễn về miền cực lạc. Điều này làm anh ta vô cùng khó tin. Rõ ràng là mình đã khử cô ta rồi. Hơn nữa còn ném trong nhà kho bỏ hoang. Bijin hoảng loạn chất vấn cô ta là ai. Cảm thấy đối phương có thể là chị em sinh đôi của nữ đồng nghiệp. Anh vội vàng tắt video rồi lục lọi điện thoại. Lúc này đối phương lại yêu cầu gọi video. Sau khi chấp nhận thì lại là người anh đã hại ở phòng khách sạn. Điều này làm Bijin vô cùng hoang mang phát điên lên đập cả điện thoại. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Không lẽ trên đời này thực sự có quỷ? Rất nhiều cô gái dùng ứng dụng hẹn hò gặp được Bijin đều không qua khỏi. Chỉ có Giang Hy là người duy nhất sống sót. Nhưng tối nay trong lúc cô đang nằm ngủ bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gì đó. Cô lập tức ngồi lên quan sát xung quanh. Lúc cô nhìn về phía cánh cửa thì đột nhiên nó lại mở ra. Cô thử gọi xem có phải là mẹ và chị của mình không. Bỗng nhiên có thứ gì đó bị ném vào nhưng không có ai xuất hiện. Giang Hy hoang mang cầm điện thoại lên chuẩn bị báo cảnh sát. Lúc này cửa tự nhiên đóng lại. Cô vội vàng xuống giường ra đó xem thử. Nhìn cây kẹo mút trên sàn nhà, Giang Hy vô cùng hoảng sợ. Cô biết đây là do Bijin ném vào. Bởi vì lúc mà cô kẹt trong đống đổ nát kia, tên biến thái đó cũng đã ném cho cô cây kẹo mút như này. Giang Hy tới chỗ Seon hy vọng cô ấy giúp mình điều tra. Không lâu trước đó, thám tử mà Ji-un thuê đã đột nhập vào nhà Bijin, tìm được rất nhiều điện thoại mà hắn dùng để tạo tài khoản. Bijin sau khi biết chuyện đã tìm đến Ji-un hiếp cô đừng lo chuyện bao đồng. Nhưng cho dù điện thoại đã để trước mặt Seon, cô vẫn muốn bao che nói mình không hề quen đối phương. Thấy Seon không có ý muốn phối hợp nên họ chỉ đành thất vọng rời đi. Họ vừa rời đi thì Bijin đã gửi tin nhắn tới cho Seon. Hắn nói mình đã thiết kế văn phòng làm việc mới cho cô. Seon nói mình rất thích, thế là hắn ta đã gửi luôn định vị qua cho cô. Đợi cô qua đó tham quan một vòng. Còn Seon sau khi tắt điện thoại nét mặt lạnh lùng, trong lòng dường như đang tính toán gì đó. Còn Giang Hy bên này cũng đang liên lạc với cao thủ tìm kiếm vị trí điện thoại. Giang Hy không hề biết sở dĩ người hacker này lợi hại như vậy là vì hắn ta là nhân viên nội bộ trong công ty của Seon. Bọn chúng lấy danh nghĩa hacker để tiết lộ thông tin khách hàng ra ngoài nhằm kiếm thêm tiền. Phía cảnh sát cũng bắt đầu điều tra thông qua điện thoại. Trong số các cô gái đã nói chuyện với Bijin thì có 8 người mất tích hoặc đã trở thành thi thể. Cảnh sát lập tức tiến hành bắt giữ hắn ta. Nhưng khi đến nơi thì không thấy người đâu. Sau khi lục soát phát hiện nhiều điện thoại khác trong ngăn kéo, Bijin lúc này biết mình đã bị phát hiện nên lái xe rời đi. Mà các điện thoại còn lại của hắn lúc này lại nhận được rất nhiều tin nhắn từ người lạ. Hắn trực tiếp vứt hết số điện thoại đó xuống sông. Sau đó đi đến chỗ của Seon nói hết mọi chuyện với cô. Là mình đã dùng ứng dụng này để chôn rất nhiều người. Nếu anh gặp được cô từ đầu thì sẽ không làm mấy chuyện đó. Seon khuyên hắn làm lại từ đầu nhưng hắn chỉ ôm chặt lấy cô mà không nói gì. Sau khi quấn quýt với nhau một hồi, Bijin mặc đồ vào rồi rời đi. Seon nói ngày mai mình sẽ tìm anh. Cô muốn tham quan phòng làm việc mà anh thiết kế cho cô. Bijin vui vẻ đồng ý rồi rời đi. Ngày hôm sau Seon gọi điện thoại cho Giang Hy, nói với cô là mình sắp đi tìm Bijin. Anh ấy vô cùng quan trọng đối với cô. Vì thế nên lúc trước mới nói dối cô ấy. Giang Hy hỏi hai người hẹn gặp nhau ở đâu. Cô vô cùng lo lắng cho an nguy của Seon nhưng Seon lại trực tiếp cúp máy. Giang Hy chỉ đành báo chuyện này với đồng nghiệp. Họ lập tức xác định vị trí điện thoại của Seon. Cô ấy rất có thể đang gặp nguy hiểm. Cảnh sát lập tức xuất phát. Mà lúc này Bijin nhận được tin nhắn của Seon, nói là mình có chuyện không thể đến được nữa. Bijin vẫn hy vọng cô có thể tới. Cho dù muộn một chút cũng không sao. Bởi vì anh ta biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Lúc này Seon bỗng gọi video đến. Bijin vừa nghe máy câu đầu tiên đã nói anh yêu em. Seon trong màn hình hỏi anh có thể nói lại một lần nữa không. Nghe hắn ta tỏ tình, cô bên kia màn hình rất vui cười ngọt ngào. Đột nhiên có một bàn tay lướt qua đôi mắt của Bijin. Hai mắt hắn lập tức chảy máu không còn nhìn thấy gì. Sau đó đối phương cứa thêm một nhát vào ngay cổ. Máu bắn ra tứ tung. Bijin vùng vẫy rồi ngã xuống đất. Miệng không ngừng phát ra tiếng đau đớn hỏi đối phương là ai. Trong lúc đó vẫn cô cầm điện thoại lên. Mà Seon trong màn hình vẫn đang lặp lại câu hỏi Bijin, có thể nói lại lần nữa không? Mặc kệ hắn ta đã không còn thở nữa, vẫn liên tục lặp lại. Có điều Seon thật sự đang cầm con dao Bijin từng tặng cô rời khỏi hiện trường. Người vừa ra tay với Bijin chính là cô. Những người trước kia bị hắn hại xuất hiện trong cuộc gọi video với Bijin trước đó, cũng là do giám đốc đã dùng người máy AI tạo ra để đối phó hắn. Cô muốn dùng chiêu này để phân tán sự chú ý của hắn. Sau đó ra tay từ phía sau. Seon còn cố tình đặt điện thoại lên một chiếc xe, rồi bảo tài xế lái xe đó đi vòng vòng trong thành phố. Mục đích là để đánh lừa cảnh sát. Sau khi xử lý xong Bijin, Seon quay về công ty cùng chơi game với đồng nghiệp như mọi ngày, giống như chẳng có gì xảy ra. Hành động của Seon không phải là vì cô ấy đóng kịch, mà đây chính là biểu hiện của căn bệnh tự kỷ. Mọi người đều không thể hiểu được tại sao cô ấy hoặc Bijin, thậm chí cả Giang Hy,
làm như vậy. Nhưng hiện thực là như vậy. Sự vặn vẹo tâm lý có thể xảy ra bất cứ lúc nào với bất cứ ai. Hãy giữ vững tâm lý của mình. Nếu không điều này cũng sẽ xảy ra với bạn. Cẩn thận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.